Có bao giờ chúng ta đặt câu hỏi là chính chúng ta có những lúc chúng ta vô tình hoặc cố ý xem thường tất cả những gì xung quanh chúng ta? Dẫu rằng chúng ta đã và đang và có thể sẽ mãi mãi cậy trông vào tất cả những gì xung quanh ở thế giới hữu hình và siêu nhiên mà mắt thông thường chúng ta chưa thể nhìn thấy được. Và tất cả những gì xung quanh chúng ta, quá khứ, hiện tại và tương lai, chúng ta sẽ cần đến để chúng ta cậy trông, nhờ vả, ngõ hầu chúng ta mới có thể được sống và tồn tại cùng càn khôn. Có những lúc chúng ta quên hẳn những điều đó, và tất cả những gì xung quanh chúng ta rất là quan trọng, và chúng ta đang nhờ vả để được sống, để được tiến hóa, để được tồn tại. Thế thì chúng ta đừng bao giờ phụ ơn, mà ngôn ngữ bình dân nói là đừng có ăn cháo rồi đá bát. Kính thưa đồng bào quý mến, cách duy nhất để giải tán thế giới cộng sản là trước tiên chúng ta phải thật sự ăn năn sám hối, lập công chuộc tội bằng cách là in hình ảnh này, hình ảnh khuôn mặt cha trời Giê-xu và hình ảnh anh hùng chiến sĩ trận vong. In những hình ảnh này, hình ảnh khuôn mặt cha trời Giê-xu, hình ảnh khuôn mặt cha trời Giê-xu. Hình ảnh anh hùng chiến sĩ trận vong, hồn tử sĩ. Rồi cùng nhau ôm những hình ảnh này với tấm lòng thật sự ăn năn sám hối. Cùng nhau chúng ta ra đường cầu nguyện giải tán thế giới cộng sản. Có nghĩa rằng là trước tiên là chính chúng ta phải thật sự dốc lòng ăn năn sám hối, rồi chúng ta cùng nhau ôm những hình ảnh này ra đường cầu nguyện, kêu gọi tất cả nhân loại cùng nhau mau mắn sám hối, thì lúc đó là lúc mà thế giới cộng sản mới thật sự tan rã. Bởi vì mầm móng tội lỗi của thế giới cộng sản đã nằm ngay trong bản thể của chúng sinh, của con người. Đó là tham sân si, ham ăn, ham uống, ham thở, ham đủ thứ, lo đong đầy những túi tham không đáy và không bao giờ đong đủ. Kính thưa đồng bào thương mến, đây là một bài học vô cùng quan trọng vào bậc nhất cho bây giờ, cho đến ngày tận thế của thế giới nhân loại. Ngày tận thế đó là ngày mà cha trời Giê-xu sẽ tỏ hiện ra từ thiên đàng xuống quả địa cầu. Chính cha trời Giê-xu sẽ đặt thành Jerusalem văn phòng cao ốc của Ngài từ thiên đàng xuống quả địa cầu để tiếp tục làm việc cứu rỗi chúng ta. Và chỉ có Ngài là đứng duy nhất mới có thể cứu chúng ta và đem chúng ta về sống chung với thế giới thiên loại vô cùng tuyệt vời và vĩnh cửu. Vì thế, hỡi người Việt Nam, hãy mau mắn
chấp hành gấp. Cùng nhau ăn năn sám hối và copy những hình ảnh phép lạ này, rồi phân phát cho đồng bào nhân loại ở khắp mọi nơi được có gấp và được biết gấp. Và đương nhiên ở tại Việt Nam, hãy mau mắn làm như thế. Phân phát cho người Việt Nam ở khắp mọi nơi trong nước được biết được có những hình ảnh phép lạ này, rồi cùng nhau ôm những hình ảnh này ra đường cầu nguyện giải tán thế giới cộng sản. Và đương nhiên, nhờ những hình ảnh phép lạ này mà chúng ta sẽ không đổ máu, và cả thế giới sẽ quý mến và kính trọng và kính nể chúng ta, cũng như thương mến chúng ta. Đây là cơ hội tốt nhất và là việc làm quan trọng nhất thời bây giờ cho đến ngày tận thế. Đây là cơ hội tốt nhất và là cơ hội tuyệt vời nhất để chúng ta là con người có thể lập công chuộc tội. Hãy mau mắn chấp hành gấp, dốc lòng ăn năn sám hối, copy những hình ảnh này phân phát cho đồng bào nhân loại ở khắp mọi nơi. Đồng thời, sống theo những điều chỉ dạy của Cha Trời Giê-xu là trước tiên, hãy thương yêu Đức Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng trên hết mọi sự. Thứ hai là hãy thương yêu người khác như chính bản thân mình. Thứ ba là hãy mau mắn dốc lòng ăn năn sám hối, lập công chuộc tội bằng cách là copy những hình ảnh này rồi phân phát cho tất cả mỗi người trên quả địa cầu được có và được biết gấp. Vì hình ảnh phép lạ này, hình ảnh này có phép lạ đi chung để bảo vệ và nhắc nhở chúng ta là hãy mau mắn ăn năn sám hối. Và đồng thời hình ảnh này có phép lạ của Cha Trời Giê-xu để đuổi bọn quỷ Sa-tăn ra khỏi đời sống chúng ta. Cũng như hình ảnh khuôn mặt Cha Trời Giê-xu có phép lạ đi chung để bảo vệ gia đình chúng ta. Và đồng thời hình ảnh phép lạ này có đầy đủ quyền năng để bảo vệ gia đình chúng ta khỏi những kẻ ác và khỏi những biến loạn vô cùng kinh hoàng khốc liệt trong những ngày tháng năm sắp tới, bởi vì cơ trời đang chuyển dồn dập để cứu rỗi nhân loại và đồng thời để cứu rỗi chúng sinh và đồng thời để cứu quả địa cầu. Đồng bào nhớ chấp hành gấp. Hội đồng Giám mục ở Việt Nam và Đảng Cộng sản ở Việt Nam, hãy mau mắn chấp hành gấp, làm gương trước cho đồng bào Việt Nam ở trong nước gấp, là hãy copy những hình ảnh này phân phát cho đồng bào Việt Nam ở khắp mọi nơi được biết và được có trong tay gấp, ra đường cầu nguyện, thì bọn Trung Cộng sẽ cuốn gói về nước và cộng đồng thế giới sẽ quý mến và kính nể chúng ta. Cũng như nhờ việc làm này mà chúng ta sẽ được cứu rỗi bởi hồng ân của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng sẽ xót thương chúng ta và bảo vệ chúng ta khỏi những tai họa, tai biến sắp sửa xảy ra trong những ngày, tháng, năm sắp tới.